Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị mình một cái món có tên là rau má đậu đỏ sữa dừa, và mình cũng có kèm theo nữa là rau má khoai môn sữa dừa. Vậy là chúng ta có hai món. Thì những cái nguyên liệu mà lớp mình cần có đó là chúng ta sẽ sử dụng một cốc dừa, hoặc là mình có thể dùng mua dừa tươi về mình làm nước dừa tươi cũng được, nước cốt dừa tươi cũng được. Tuy nhiên là nếu mà mình dùng bằng bột á thì nó sẽ thuận tiện cho mình rất là nhiều ở cái vấn đề bảo quản này cũng như là pha chế, mà cái giá vốn của nó thì cũng tương đương với việc mình mua tươi thôi. Thì đây mình sẽ sử dụng một cốc dừa lọc phát. Chúng ta có rau má ở đây, Nhi có 100g rau má tươi. Rồi ở đây là Nhi có đậu đỏ nha, đậu đỏ thì Nhi cần 120g, bột cốt dừa mình có 120g luôn. Rồi khoai môn thì chúng ta có 200g. Khoai môn này là mình đã mua về mình nấu chín rồi ha. Đây là khoai lang đã hấp hoặc là luộc, nhưng mà thường đối với khoai ấy, thì lời khuyên là chúng ta nên hấp để cho khoai mình không bị ứ nước thì khoai mình nó sẽ ngon hơn. Rồi ở đây là Nhi có bột khoai môn 30g. Bột khoai môn này thì Nhi dùng bột khoai môn của Gia Thịnh Phát đó, hoặc là anh chị mình thấy bột khoai môn nào ngon mình dùng đều được đó. Thì đây là những nguyên liệu để mình làm được cái món rau má đậu đỏ sữa dừa, hoặc là mình làm món, nếu mình có khoai môn thì mình có thể làm món là rau má khoai môn sữa dừa nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt đầu thực hiện luôn. Thì đầu tiên Nhi sẽ hướng dẫn anh chị em mình nấu đậu đỏ trước nha. Thì về cái phần đậu đỏ của mình á, thì để mà nấu cho đậu đỏ của mình chín nhừ và ngon, chín đều không bị sượng thì chúng ta nên ngâm. Chúng ta có hai cách ngâm. Một là mình sẽ ngâm qua đêm với nước lạnh bình thường, nước sạch bình thường. Hai là chúng ta sẽ ngâm với nước sôi và ngâm trong các cái thiết bị mà giữ nóng, ví dụ là thùng xốp, thùng đá hoặc là bình ủ, thì chúng ta ngâm với nước sôi 2 tiếng thì chúng ta sẽ thu được cái đậu đỏ mà đã ngâm nước sôi nha. Đây Nhi sẽ có cái thành phẩm, đây là thành phẩm đậu đỏ mà Nhi đã ngâm nước sôi, thì mấy anh chị thấy nó sẽ mềm chứ nó không cứng như là mình mới mua về nữa. Thì sau khi ngâm 2 tiếng xong thì mình sẽ nấu ha. Mình có thể dùng nồi cơm điện để nấu đậu đỏ được luôn, hoặc là dùng nồi áp suất nha. Thì mình bỏ vô mình nấu cho đến khi là nó chín, mình ăn thử mà nó mềm nhừ thì chúng ta có được đậu đỏ chín. Còn nếu mà nấu nồi cơm điện mà nấu một lần nó chưa chín thì mình nhấn nút lần thứ hai mình nấu tiếp cho đến khi là đậu đỏ của mình chín nha. Còn bây giờ là Nhi sẽ có cái nồi nấu trân châu, nó có cài đặt giờ tự động, cho nên Nhi sẽ nấu đậu đỏ bằng nồi nấu trân châu nha, rất là thuận tiện. Rồi bây giờ trong nồi nấu trân châu này nè, thì với 120g đậu đỏ mà mình đã ngâm nước sôi trong 2 tiếng thì Nhi sẽ cho vào trong nồi này 450ml nước nha. Và Nhi sẽ bắt đầu cài đặt cái giờ để mình nấu. Rồi ở đây là Nhi sẽ bắt đầu cài giờ. Nhi sẽ cài cái thời gian nấu á là 1 tiếng, đậu đỏ nấu hơi lâu mấy anh chị nha. Nấu 1 tiếng và ủ nóng 30 phút thì đậu đỏ mới chín. Đó, chúng ta nấu luôn 1 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là mình nè, qua phần ủ là mình ủ 20 cho tới 30 phút. Rồi sau khi cài đặt xong giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bật lên nấu. Mình khi mình bật nồi lên như vậy thì mình sẽ chờ khoảng 10 phút thì nước trong nồi nó sôi. Thì khi nào nước sôi thì nó sẽ kêu tít tít. Thì lúc đó mình sẽ cho cái phần đậu đỏ này vào trong nồi, khuấy đều và mình sẽ nấu đậu đỏ cho đến khi nào mà nồi nó kêu lần thứ hai, tức là nó đã nấu xong, thì chúng ta sẽ thu được phần đậu đỏ đã nấu chín, được không ạ? Đó, thì để mà tiết kiệm thời gian trong bài giảng thì mình không thể nào mà đứng chờ 1 tiếng rưỡi cho đậu đỏ nó chín, mà chúng ta sẽ Nhi đã nấu sẵn một phần đây, Nhi đã nấu sẵn một phần đậu đỏ cho nó chín rồi. Bước thứ hai là sau khi mà mình đã nấu đậu đỏ chín rồi, thì trong khi nấu xong nó sẽ còn phần nước và đậu đỏ thì đã chín nhừ, thì chúng ta sẽ cho vào máy xay. Đây Nhi sẽ xay cái đậu đỏ này nha. Mình sẽ cho vào máy xay sinh tố để xay cho đến khi nào đậu đỏ của mình nhừ luôn và nhuyễn luôn. Bây giờ nó rất là đặc và chúng ta sẽ xay và thêm nước nha. Để Nhi coi nó còn xay được không. Nó đặc quá, mình sẽ thêm nước cho nó có cái độ xềm xệt giống như là sữa đặc các mấy anh chị nha. Bây giờ Nhi sẽ thêm 200ml nước vô để mình xay cho nó nhiều luôn mấy anh chị. Xong
xay như thế nào nó ra được cái độ sền sền giống như là sữa đặc là được nha. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Rồi đó, mình xay là nó nhuyễn nhuyễn rồi đó. Mình phải xay cho nó nhiều lên uống mới ngon. Còn nếu anh chị xay mà nó còn cái sáp nhiều á thì uống nó không ngon nha. Nó phải rất là mịn luôn. Và cái độ đặc của nó là sền sệt giống như là sữa đặc là được. Mấy chị mình biết sữa đặc đúng không ạ? Cái độ đặc sền sệt của nó là như sữa đặc, là đặc yêu cầu nha. Bây giờ để Nhi sẽ đo thử coi là sau khi mình xay xong thì nó được bao nhiêu. Đây rót ra đây nha, đây mình rót nè. Anh chị thấy không ạ? Cái độ sền sệt nó giống như sữa đặc luôn, là được. Lỏng quá thì không ngon và đặc quá thì cũng không ngon luôn nha. Đặc có quá là nó khó hòa tan trong cái phần rau má, nên là mình sẽ nấu và xay cái phần đầu đó mà nó phải sền sệt giống như là sữa đặc là được. Đó là đây là chúng ta vừa làm xong cái phần sốt đầu đỏ. Phần sốt đầu đỏ này thì chỉ có nước rồi muối và đầu đỏ thôi, còn xíu nữa đường mình sẽ cho vào sau nha, cho vào sau khi mình pha chế đi rau má, đầu đỏ, sữa dừa. Bây giờ Nhi sẽ sơ chế tiếp một phần nữa, là Nhi sẽ sơ chế cái phần rau má. Nhi sẽ sơ chế tiếp rau má luôn. Rau má đây thì Nhi có là mình có thể mua rau má non hoặc rau má già cũng được. Thì rau má mua về là mình cắt để mình xay cho nó nhanh ha, nó nhanh nhuyễn. Hoặc là nếu mà rau má mà cọng nó ngắn thì mình xay luôn, mình không cần cắt cũng được nha. Thì đây Nhi sẽ cho 100g rau má vào cối. Ở đây mấy chị biết không, mình sẽ cần tính toán cái lượng rau má và lượng nước. Lượng nước làm sao để mà cái phần rau má của mình á, khi mình pha chung mình uống nó không bị quá gắt hay là không bị quá hôi tanh cái mùi rau má, thì chúng ta phải cần tính toán cái lượng nước. Và ở đây Nhi đã tính toán rồi, chúng ta sẽ dùng 100g rau má thì mình sẽ dùng 600ml nước lọc, thì nó sẽ ra một cái nồng độ rau má vừa phải, không quá đậm mà không quá loãng, và chúng ta uống sẽ thấy rất là thơm ngon, không có thấy bị tanh hay là bị hôi mùi rau má nhiều. Còn nếu chúng ta pha mà nó đậm đặc quá, uống nó sẽ không ngon, nó sẽ cảm giác rất là tanh ha, cũng như là gắt, khó uống. Hoặc là nếu làm loãng quá thì nó lại không có ngon. Cho nên mọi thứ đều phải cần cái sự phù hợp, cũng như là sự vừa đủ thì nó sẽ là ngon nhất. Vì vậy công thức xay rau má ngon là 100g rau má chúng ta sẽ xay với 600ml nước lọc nha. Bây giờ Nhi sẽ cho lên tay xay luôn. Rồi xong, sau khi xay rau má xong thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái ca như thế này và một cái túi vải. Túi vải này là túi vải lọc trà luôn, mình dùng mình lọc rau má được luôn nha. Đó, túi vải. Rồi, và mình sẽ xay, mình sẽ lọc ra. Mình sẽ lọc sạch cái bã rau má bỏ đi nha. Sau khi mà xay xong theo công thức á, là 100g rau má với lại là 600ml nước xay xong thì chúng ta cũng thu được gần 600. Mặc dù là mình có vắt bỏ nhưng mà bởi vì cái lá rau má nó cũng ra nước á, nên cái nước dùng á, nước cốt rau má mình xay xong cũng được gần 600. Và cái nước cốt rau má này mình sẽ bảo quản trong ngăn mát dùng trong vòng 3 ngày. Sốt đậu đỏ thì mình cũng bảo quản ngăn mát dùng được từ 3 đến 5 ngày nha. Đó. Bây giờ rất là thuận tiện, chúng ta là xay để sẵn khi nào khách vào là mình bán thôi. Đây là phần sơ chế. Bây giờ Nhi sẽ đi tiếp khoai môn. Khoai môn đây thì mình có là 200g khoai môn đã luộc hoặc là đã hấp chín. Mà lời khuyên của Nhi là nên mua nồi hông để hấp khoai, để khoai mình nó chín mà nó không bị ứ nước nha. Đây chúng ta cho 200g vào máy. Tiếp theo là mình sẽ lấy nước, ở đây lấy nước sôi luôn. Tại vì có cái nước nóng nóng thì xay môn nó nhanh nhừ hơn. Thì rồi ở đây Nhi còn có thêm là 30g bột khoai môn. Bột khoai môn này là mình dùng mình làm món trà sữa khoai môn đó ha. Bột khoai môn gia thịt Pháp ở học viện mình cũng có bán luôn. Thì Nhi dùng 30g bột khoai môn để tạo cái mùi thơm cũng như là tạo cái màu
cho cái khoai môn của mình, chứ khoai môn của mình màu nó hơi nhạt. Rồi, ở đây là Nhi sẽ lấy 250ml nước sôi, Nhi hòa tan cái bột khoai môn này nha. Hòa tan ở đây là có 30g bột khoai môn. Thì mình hòa tan rồi mình đổ lên mình xay luôn. Vậy ở đây công thức nè, công thức làm sốt khoai môn cho món khoai môn rau má sữa dừa. Chúng ta có 200g khoai môn đã hấp chín. Rồi mình có 30g bột khoai môn và 250ml nước sôi. Bây giờ đi đổ cái phần nước sôi này vào luôn nha. Đó. Thơm lắm, bột khoai môn này là màu rất là đẹp và thơm. Bây giờ mình đậy nắp của mình xay. Xay cho đến khi nào khoai môn nhuyễn luôn nha mấy chị nha. Và cái độ đặc của nó là cũng đặc sền sền giống như sữa đặc vậy đó. Rồi, sốt khoai môn của mình đã nhừ rồi. Nãy là gì có thêm nước vô đầu đỏ. Là bởi vì nãy giờ mình xay xong thì nó chưa được 700ml. Thì mình sẽ khi mà đầu đỏ mà theo công thức mà Nhi vừa làm 120g đầu đỏ nấu với 450ml nước, sau đó mình sẽ xay và thêm nước cho đến cái đạt đủ 700ml nha. Đủ 700ml thì nó sẽ có cái độ sền sền vừa đủ của đầu đỏ để mình làm món này nó ngon. Rồi sau khi xay xong mình sẽ thu được là 400ml. Mấy chị thấy cái màu khoai môn đẹp xuất sắc không ạ? Và nó có cái độ đặc giống như là độ đặc của sữa đặc nha. Nói về cho mình dễ hình dung. Rồi bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ sơ chế. Và cái khoai môn này này, sốt khoai môn này chúng ta cũng để trong ngăn mát và sử dụng được trong vòng 3 ngày thì nó vẫn ngon nha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ sơ chế phần nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì Nhi sẽ sử dụng là 1 cốt dừa lọc phát. Và Nhi sẽ sử dụng theo công thức là 120g bột chúng ta dùng với 100ml nước sôi. Mình phải dùng nước sôi để hòa tan mới được nha mấy anh chị nha. Đây bây giờ Nhi sẽ cho bột cốt dừa vào một cái ca để mình hòa cho nó dễ. Bột cốt dừa rất là thơm mùi dừa nha, thơm mùi dừa và thơm kiểu tự nhiên và nó trắng, nó sạch. Cái này là làm từ dừa non, người ta nghiền ra bột, người ta sấy khô ha. Đây mình sẽ có 100ml nước sôi đổ vào đây, khuấy đều lên. Nếu mình không sử dụng mà bột cốt dừa thì mình dùng nước cốt dừa tươi nha. Nhưng mà bằng cách là dùng bột cốt dừa lọc phát thì chúng ta sẽ tìm về cái cách bảo quản cũng như là cách sử dụng luôn. Bởi vì nước cốt dừa tươi thì chúng ta phải bắt và bảo quản rất là nhanh hơn. Còn cái bột này là nó là khô, mình chỉ cần bảo quản nó ở nhiệt độ thường thôi. Khi nào mình cần dùng thì mình sẽ dùng nước sôi để pha cho nó thành nước cốt. Theo công thức là 120g bột thì kết hợp với 100ml nước sôi. Đó, dùng bao nhiêu thì mình pha bấy nhiêu thì nó sẽ không bị hư. Nó không bị hư cái nước cốt dừa của mình mà nước cốt dừa vẫn rất là ngon ha. Ngon giống như tươi luôn. Đây. Rồi xong rồi, chỉ có 30 giây thôi chị đã có được tầm khoảng 100 tầm khoảng 200 hơn nước cốt dừa bằng 120g bột cốt dừa và 100ml nước sôi là chúng ta đã có được phần nước cốt dừa nhanh gọn lẹ. Dùng bao nhiêu làm bấy nhiêu không sợ bị hư nha. Rồi, bây giờ thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm đậu đỏ ha. Thì mình sẽ lấy nước sốt đậu đỏ. Mình sẽ lấy nước sốt đậu đỏ là 100. Đậu đỏ chúng ta sẽ dùng nước sốt 100. Đó, mình sẽ dùng 100 nước sốt đậu đỏ cho xuống dưới. Tiếp theo là mình cho đá vào. Tiếp theo là mình cho đá vào đây, mình lắc đều. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ chuẩn bị cho rau má nha. Rau má thì chúng ta lấy 80 và đường nếu mà ngọt vừa chúng ta lấy 30ml nước đường. Còn nếu mà chúng ta muốn ngọt ít thì 25, ngọt nhiều thì 35. Bây giờ Nhi sẽ làm khẩu vị là ngọt vừa. Nhi sẽ lấy 80ml rau má đã xay rồi nè. Rồi Nhi sẽ lấy thêm là 30ml nước đường nha. Rồi lấy 30ml nước đường rồi khuấy lên. Rồi chúng ta, xíu nữa chúng ta sẽ có 1 ly là đậu đỏ, rau má.
ngọt vừa. Đấy, mình rau cái phần rau má lên. Hấp dẫn ha. Tiếp theo là chúng ta cho cái phần nước cốt dừa lên luôn. Đó, mình rót trải đều trên bề mặt. Đó, chúng ta sẽ có một cái ly gọi là rau má đậu đỏ sữa dừa. Đó, nhìn rất là hấp dẫn ha. Đó là một phần. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm món rau má khoai môn luôn. Rau má khoai môn thì màu nó sẽ đẹp hơn này mấy anh chị, nó sẽ phân biệt cái màu rõ hơn á. Đó, thì ở đây là khoai môn của mình là chúng ta lấy 80ml. Tí nó khoai lên đúng này nó mới ngon. Nó sẽ béo béo này, nó sẽ có cái độ mát của rau má, béo của cái phần khoai môn hoặc là béo của cái phần đậu đỏ, rồi kết hợp với nước cốt dừa thơm thơm béo béo nữa nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ cho đá vô. Tương tự như vậy Nhi cũng sẽ lấy rau má 80. Rau má 80. Tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng 30ml nước đường. Khuấy đều lên. Rồi mình rót từ từ. Thì cái màu bên khoai môn nó đẹp hơn màu bên đậu đỏ. Đó, mình rót từ từ cho rau má nó vào. Rồi chúng ta sẽ lấy cái phần nước cốt dừa 25ml luôn, cũng giống vậy luôn. Mình sẽ rót lên trên cùng. Rồi xong, vậy là chúng ta có được 3 tầng. Tầng khoai môn, tầng rau má và tầng sữa dừa. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.